Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hương Vị Quê Nhà Vlog. Thời gian không còn bao lâu nữa thì cũng đã sắp đến Tết rồi. Cho nên hôm nay mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm mứt chuối tươi cuộn bánh phồng. Thì với cách làm cái món mứt chuối tươi cuộn bánh phồng này thì nó cũng rất là dễ làm. Mứt chuối sau khi làm ra xong thì màu sắc của mứt rất là đẹp và cực kỳ mềm dẻo. Và kết hợp cái vị giòn giòn thơm thơm của đậu phộng, cay cay của gừng và béo béo của dừa sợi hòa quyện vào rất là ngon. Cả nhà xem clip đấy thấy thích cách làm cái món mứt chuối tươi cùng bánh phồng này thì hãy vào bếp để cùng làm với mình cho vui và để cho gia đình mình nhâm nhi uống trà trong 3 ngày Tết. Còn nếu mà cả nhà mình không có thời gian để xào mứt chuối thì cả nhà có thể ủng hộ mứt chuối của mẹ mình nha. Mứt chuối mẹ mình xào rất là mềm dẻo và cực kỳ ngon luôn. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem. Thời gian vừa qua thì kênh của mình cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cách làm mứt chuối dẻo nước cốt dừa. Và mình cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích từ các cô chú anh chị và các bạn đã xem clip và mua mứt chuối ủng hộ cho mẹ mình rất là nhiều luôn. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn cả nhà nha. Hôm nay thì ở nhà mình ở chuối xiêm chín rất là nhiều. Cho nên bây giờ thì mình sẽ lựa những cái trái chuối xiêm đen chín mùi này để mình vô mình làm mứt chuối tươi cùng bánh phồng cho cả nhà cùng xem cho vui. Chuối xiêm thì mình cũng đã cắt vô xong rồi nè. Để làm cái mứt chuối tươi cùng bánh phồng thì ở đây mình có chuẩn bị là 3 kg chuối xiêm đen. Chuối này thì nó cũng đã chín rất là mùi rồi. Chuối xiêm đen thì cái vỏ chuối ở bên ngoài nó đen đen xấu xấu vậy thôi, nhưng mà chuối ở bên trong nó rất là ngọt và cực kỳ thơm. Bây giờ thì mình sẽ lột cái vỏ chuối này ra. Chuối xiêm thì mình cũng đã đập nhuyễn ra xong rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào trong thau chuối thì một cái trái khóm nữa. Trái khóm này thì mình gọt vỏ xay mát ra xong rồi, mình cân ra được là 700g. Thì bây giờ mình sẽ bầm trực tiếp mình cho vào trong thau chuối luôn. Mình làm mứt chuối mà mình cho thêm khóm vào thì cái mứt của mình nó rất là trong. Và cái mứt chuối có cái vị chua chua thơm thơm, mình ăn rất là ngon và không có bị ngán nữa. Khóm sau khi mà mình bầm nhỏ ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ bóp cho khóm nó ra nước. Rồi mình sẽ trộn cho khóm và chuối nó đều lại. Và bây giờ thì mình sẽ cho đường vào trong thau chuối nè. Thì với 3 kg chuối thì mình sẽ cho vào là 1 kg 2 đường. Và thêm 1 muỗng cà phê muối nữa để cho cái mứt chuối nó được đậm đà hơn. Vì hôm nay mình sử dụng chuối nó rất là mùi cho nên mình chỉ sử dụng là 1 kg chuối là 400g đường thôi. Còn nếu mà cả nhà mình thích cái mứt chuối nó ngọt hơn thì mình có thể tăng cái lượng đường lên. Mình thấy mứt chuối cho làm cho cái độ ngọt nó vừa phải như vậy thì mình ăn nó sẽ ngon và không có bị ngán. Còn nếu mà mình làm nó ngọt quá thì mình ăn nó sẽ dễ bị ngán lắm. Chuối và đường thì mình cũng đã trộn đều lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ để cái thau chuối này khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho đường cát nó tan ra. Và để làm ra món mứt chuối tươi cùng bánh phồng được thơm ngon hơn thì không thể thiếu gừng và dừa sợi. Ở đây thì mình có là 700g gừng. Gừng này thì mình cũng đã gọt vỏ và rửa sạch sẽ rồi. Mình làm mứt chuối, mình cho thêm gừng vào thì mứt của mình có cái vị cay cay, thơm mùi gừng, ăn rất là ngon. Và một thành phần không thể thiếu đó là cơm dừa sợi mềm. Ở đây thì mình có là 500g. Mình làm mứt chuối tươi, mình cho thêm cơm dừa sợi mềm này vào thì cái mứt chuối của mình nó giòn giòn béo béo, ăn rất là ngon. Thì với cách làm cái món mứt chuối tươi cùng bánh phồng này thì mình không có sử dụng nước cốt dừa. Vì nếu mà mình sử dụng nước cốt dừa thì cái phần nước cốt dừa nó sẽ thấm vào trong bánh phồng, thì nó sẽ làm cho bánh phồng của mình nó không có còn giòn nữa. Thank you.
Gừng và cơm dừa thì mình cũng đã cắt nhỏ ra xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ qua mình xào mứt chuối. Thao chuối thì nãy giờ mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đường cát nó cũng đã tan ra hết rồi nè. Mình xào mứt chuối thì mình thường hay sử dụng cái đường cát vàng để cho cái mứt chuối sau khi làm ra xong thì màu mứt nó sẽ được đẹp hơn. Và trong thời gian chờ mẹ mình xào mứt chuối thì mình sẽ qua nướng bánh phồng. Hôm nay thì mình sẽ làm mứt chuối tươi cuốn bánh phồng, cho nên mình sẽ nướng bánh phồng trước để cho cái bánh phồng nó mềm lại, thì chút nữa mình sẽ cho mứt chuối lên mình cuốn thì nó sẽ dễ hơn. Bánh phồng thì mình nướng vàng như vậy là được rồi nè. Nếu mà cả nhà mình muốn làm mứt chuối tươi cuốn bánh phồng thì mình sẽ nướng bánh phồng trước, rồi mình sẽ để qua đêm cho bánh phồng nó mềm lại, thì ngày mai mình làm mứt chuối mình cuốn nó sẽ rất là dễ. Mứt chuối thì nãy giờ mẹ mình xào khoảng được 5 tiếng đồng hồ rồi. Và bây giờ thì mứt chuối nó cũng đã bắt đầu dẻo lại và nó lên màu rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Thì đối với cách làm cái món mứt chuối tươi này thì thời gian xào mứt nó rất là lâu. Mình xào với lửa nhỏ để cho màu mứt nó đẹp và cái mứt của mình nó cũng rất là ngon nữa. Còn nếu mà mình xào vào mứt chuối mà mình xào với lửa lớn quá thì cái mứt nó dễ bị khét và cái màu mứt chuối nó bị đen thì nó sẽ không có đẹp nữa. Còn nếu mà cả nhà mình nó xào bằng cái mứt chuối khô thì thời gian xào mứt chuối nó rất là mau. Nhưng mà mứt chuối sau khi làm ra xong thì nó không có thơm và ngon bằng cái mứt chuối mình xào tươi như vậy. Mình xào mứt chuối bằng chuối tươi như thế này thì mứt chuối càng về sau nó rất là dẻo và cực kỳ nặng tay. Ở giai đoạn này mình xào nó rất là nặng luôn cả nhà vì mứt nó rất là dẻo. Bây giờ thì màu mứt nó rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Mình xào mứt chuối thì mình đừng có xào lửa lớn quá nha. Mình xào lửa từ từ nhỏ nhỏ thôi thì cái màu mứt chuối nó lên màu cũng rất là đẹp. Và để kiểm tra xem cái mứt chuối đã được hay chưa thì mình có thể dít một cái miếng mứt chuối mình để ra ngoài. Nếu mà mình xào vào mình thấy cái mứt chuối nó không có còn dính vào trong tay nữa là mứt chuối của mình nó đã được rồi. Còn nếu mà mình xào vào mình thấy cái mứt chuối nó dính vào trong tay là mứt của mình nó còn mềm thì mình phải tiếp tục mình xào nữa như cả nhà. Thì cái chảo mứt chuối của mình nãy giờ xào khoảng được 7 tiếng đồng hồ rồi nè. Thời gian xào mứt nó rất là lâu, nhưng được có cái là chảo mứt chuối sau khi làm ra xong thì nó rất là đẹp và cực kỳ thơm và rất là mềm dẻo. Bây giờ thì mình sẽ tắt lửa, sau đó thì mình sẽ đem cái chảo mứt chuối này xuống. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho đậu phộng vào rồi mình sẽ trộn đều. Mình sẽ đem cái chảo mứt chuối này xuống rồi mình mới cho đậu phộng vào nha. Chứ nếu mà cái chảo mứt chuối mà mình để trên bếp nó còn nóng quá mà mình cho đậu phộng vào thì nó sẽ làm cho đậu phộng nó mềm. Ở nhà của mình thì xào mứt chuối cho rất là nhiều đậu phộng để ăn cho nó ngon và không có bị ngán. Mứt chuối thì mềm dẻo kết hợp cái vị béo béo bùi bùi của đậu phộng nó hòa quyện vào rất là ngon. Đậu phộng thì mình cũng đã trộn đều vào trong mứt chuối rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua chuẩn bị bánh phồng để mình cho mứt chuối lên rồi mình sẽ cuộn lại. Và ở giai đoạn này thì mình sẽ làm cho nó thật là nhanh tay. Vì nếu mà mình để lâu quá thì cái mứt chuối nó khô, nó cứng lại thì mình rất là khó tráng lên bánh phồng và mình cũng rất là khó cuộn lại như cái nhà. Bánh phồng này thì mình cũng đã nướng trước ngày hôm qua cho nên bánh phồng nó cũng đã rất là mềm dẻo. Mình để cho bánh phồng nó mềm dẻo thì mình sẽ dễ cuốn hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cho mứt chuối lên cái bánh phồng. Mứt chuối mình phải làm nhanh tay để mình cho vào trong bánh phồng nó sẽ dễ hơn. Chứ nếu mà mình để cái mứt chuối nó nguội một chút xíu, mình rất là khó cuốn lại. Sau khi mà mình cho mứt chuối lên bánh phồng xong rồi thì mình sẽ dùng tay mình đè cho cái mứt chuối này nó dẻ xuống. Rồi mình sẽ rắc thêm một cái lớp mè rang nữa để cho cái mứt chuối nó được thơm và ngon hơn.
Sau khi mình cho mè rang lên mứt chuối, mình cũng sẽ dùng tay mình đè cho cái mè rang á nó bám chặt vào trong mứt chuối luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cuộn bánh phồng vào trong mứt chuối nè. Mình cuộn từ bên ngoài mình cuộn vào trong. Mình cứ cuộn từ từ thôi để cho cái bánh phồng nó bám vào trong cái mứt chuối. Và trong lúc mà mình cuộn như vậy thì mình cứ bóp để cho cái mứt chuối của mình nó đều vào trong bánh phồng như cả nhà. Mình cứ cuộn từ từ nè. Đó, mình cứ làm như vậy là cái mứt chuối của mình nó sẽ rất là đều luôn. Sau khi mình cuộn xong rồi thì mình sẽ lăn để cho cái mứt chuối nó đều và nó bám chặt vào trong cái bánh phồng hơn. Đây cả nhà xem nè, cuộn mứt chuối bánh phồng thì mình cũng đã làm xong rồi. Thì với cái làm này nó cũng rất là dễ làm. Mình chỉ cần để cho cái bánh phồng nó mềm thì mình cuốn nó rất là dễ và nó không có bị rách. Và mình cứ làm tương tự như vậy đến khi hết mứt chuối và hết cái bánh phồng luôn nha cả nhà. Mứt chuối của bánh phồng thì mình cũng đã cuộn xong hết rồi nè. Đây cả nhà xem là nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ thì cái mứt chuối này nó cũng còn mềm. Mứt chuối sau khi mà mình cuộn vào trong bánh phồng xong rồi thì mình sẽ để khoảng 2 tiếng đồng hồ để cho cái mứt chuối nó nguội lại. Thì chút nữa mình cắt mứt chuối nó sẽ dễ hơn. Mứt chuối thì nãy giờ mình để ra ngoài nó cũng đã cứng lại rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt mứt chuối ra cho cả nhà cùng xem. Mứt chuối mình để cứng lại thì mình cắt ra nó rất là dễ và nó không có bị bể ra nữa. Đây cả nhà xem là những cái phần mứt chuối sau khi cắt ra xong á nhìn rất là đều và cực kỳ đẹp luôn. Vì trong lúc mà mình cuộn mứt chuối vào trong bánh phồng á thì mình sẽ cuộn vô thật là chặt. Thì mình cắt những cái phần mứt chuối ra nó mới đẹp. Đây cả nhà nghe nè, khi mình cắt cái mứt chuối ra thì cái độ phồng nó rất là giòn. Và cái bánh phồng ở bên ngoài nó cũng giòn xốp nữa. Thì với cách làm cái món mứt chuối cuộn bánh phồng này thì nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Chỉ cần mình cuộn cái mứt chuối vào trong bánh phồng mình siết càng chặt á, thì cái mứt chuối của mình sau khi cắt ra xong á, thì những cái phần mứt chuối nó rất là đẹp và cực kỳ đều luôn. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm mứt chuối tươi cuộn bánh phồng. Thì với cách làm cái món mứt chuối tươi ngày hôm nay thì nó cũng rất là dễ làm. Mứt chuối tươi cuộn bánh phồng sau khi làm ra xong thì màu sắc của mứt rất là đẹp. Và mứt chuối cực kỳ mềm dẻo và rất là thơm với mùi chuối tươi. Và đặc biệt là mứt chuối này có cái vị béo béo bùi bùi của đậu phộng, cay cay của gừng sợ. Và cái vị giòn giòn của bánh phồng ở bên ngoài nó hòa quyện vào rất là ngon. Thì thời gian không còn bao lâu nữa là cũng đã sắp đến Tết rồi. Cho nên hôm nay mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà xem cách làm cái mứt chuối tươi cuộn bánh phồng này. Cả nhà xem clip mình xong, nếu thấy thích cách làm cái món mứt chuối tươi cuộn bánh phồng thì hãy nhân chút xíu thời gian ra để làm cho gia đình và người thân nhâm nhi uống trà trong 3 ngày Tết nha. Lúc này thì thời tiết đang se lạnh mà mình châm một cái bình trà nóng, ăn thêm một cái miếng mứt chuối cuộn bánh phồng này có cái vị cay cay của gừng á, nó rất là thơm ngon và ấm bụng nữa. Còn nếu mà cả nhà mình không có thời gian để xào mứt chuối cho gia đình và người thân cùng thưởng thức thì cả nhà có thể ủng hộ mứt chuối của mẹ mình nha. Mứt chuối nhà làm cho nên rất là mềm dẻo và cực kỳ ngon luôn. Và cũng đừng quên bấm cho mình một đăng ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo khi mình có đăng clip mới và để cho mình có động lực chia sẻ nhiều món ngon cho cả nhà cùng xem.
Và clip của mình chia sẻ cách làm mứt chuối tươi cuộn bánh phồng đến đây là hết rồi. Và bây giờ thì mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà làm thành công với món mứt chuối tươi cuộn bánh phồng này nha. Rồi xin chào cả nhà.